Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Phượng Hạnh TV ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Phượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Và Phượng Hạnh cũng xin được cầu chúc cho quý vị sang năm mới có thật nhiều sức khỏe, thật là hạnh phúc và đặc biệt là bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, thì đêm ngày hôm qua, à, tất cả các vị chúng ta cũng đã được xem cái live show của đàn gà con đúng không ạ? thì cái live show này được diễn ra tại vườn cà phê an nhiên thì các quý vị cũng phải thật sự thông cảm cho vượng hạnh bởi vì vượng hạnh cũng chỉ đăng tải một chút cái hình ảnh cho quý vị xem được thôi còn về cái phần tiếng thì vượng hạnh không thể đăng được mong tất cả các quý vị chúng ta sẽ hoan hỉ và chúng ta sẽ bỏ qua cho vượng hạnh và cũng mong các quý vị thông cảm bởi vì cái này nó liên quan tới bản quyền thưa quý vị thì ngày hôm nay một số cái thông tin thì Vượng Hạnh cũng muốn đăng tải để cho quý vị nắm được những cái mà thật sự là có những cái thì chúng ta cũng vui, có những cái chúng ta cũng cảm thấy rất là buồn và bực bội đúng không ạ? Trong hai ngày vừa qua thì có một số người đã vào bình luận trong cái video của Vượng Hạnh. Thì cũng có một vài người, một số bác cũng động viên Vượng Hạnh rằng cũng không nên để ý lắm bởi vì Uh, nói nhiều cho mệt người mình đúng không ạ nhưng uh, thưa bác là chúng ta ở đây thì thật sự Vượng Hạnh vẫn nói uh, các bác ở đây có già có trẻ có trai có gái và cũng có rất là nhiều người đang cao tuổi uh, cũng rất là nhiều người đang theo dõi cái chương trình cũng như cái kênh này của Vượng Hạnh thì cái đặc biệt hơn là mọi người ở đây ai Vượng cũng nói rồi là ai cũng có trí thức ai cũng có ăn có học và đều là những cái người đang quan tâm và đang theo dõi cái lịch trình của đàn gà con. Thì Vượng Hạnh cứ nắm bắt được những cái thông tin mới gì, Vượng Hạnh lại đăng tải cho mọi người xem để chúng ta biết được về cái lịch trình, cái đường đi nước bước của đàn gà con. Thì đến ngày hôm nay thì các quý vị cũng đã biết là Vượng Hạnh đã cập nhật rất nhiều những cái thông tin liên quan tới đàn gà con đúng không ạ? Thì những cái thông tin đó thì thật sự cũng giúp cho quý vị khán giả một số uh, cái thông tin để nắm bắt được và để xem được cái lịch trình của đàn gà con trong cái thời điểm hiện tại này. Thì trong cái quá trình mà chị Phi Nhung từ ngày đó đã qua đời cho đến nay thì thưa quý vị là cũng đã vừa rồi là cái Tết thứ hai mà đàn gà con đã vắng mẹ. Cái đó điều đó là cái điều sót xa nhất của đàn gà con của chúng ta đúng không ạ? Và một cái thiệt thòi rất là lớn đối với đàn gà con thì từ ngày chị phi nhung ra đi thì thật sự đàn gà con cũng đã cố gắng rất là nhiều và phát triển thật sự là cố gắng hết sức và đến ngày hôm nay cũng đã tạm ổn trong cái cuộc sống của mình chính vì vậy mà vượng hạnh tv cứ nắm bắt được một số thông tin về cái lịch trình của đàn gà con là vượng hạnh lại cập nhật cho quý vị biết ngay nhưng bên cạnh đó lại còn có một số người thực ra vượng hạnh cũng nghĩ rằng là phe của người nọ người kia nhưng ở đây vượng hạnh không nói phe vì vượng hạnh không đứng về ai cả thì vượng hạnh cũng chỉ nói về những cái vấn đề những cái thông tin mới về đàn gà con diễn ở đâu làm ở đâu hay là hiện tại ở nhà đang làm gì để cho quý vị được biết và quý vị nắm được để quý vị tiện theo dõi cũng như để ủng hộ cho đàn gà con của chị phi nhung đến ngày hôm nay thì các quý vị cũng đã thấy là cái sự phát triển sự đi lên rất là mạnh mẽ của đàn gà con đúng không ạ có những người mà ngày đêm theo dõi đàn gà con đó là một cái điều thật sự là hết sức là hạnh phúc mà thật sự cũng thay mặt cho đàn gà con xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì khán giả cũng luôn theo dõi và để ủng hộ cho đàn gà con mong cho các em ấy phát triển từng ngày để mà phần nào mà theo cái ước nguyện của chị phi nhung đã mong muốn từ cái ngày chị ấy ra đi cho đến tận bây giờ dẫu biết rằng là chị phi nhung ra đi là cái một cái sự thiệt thòi không hề nhỏ thưa quý vị không hề nhỏ đối với đàn gà con nhưng rất là may sao lại được cái sự uh, gắn kết cái sự ủng hộ của quý vị khán giả đã mang lại cho đàn gà con một cái chỗ dựa thật sự là vững chắc cho đến ngày hôm nay cho nên tuyết nhung thiêng ngân cứ đi tới đâu cứ hát ở đâu là tất cả khán giả lại trầm trồ và vỗ tay rất nhiều cái điều đó thật sự đã mang lại một cái niềm Hạnh phúc cũng như cái chỗ dựa tinh thần rất là lớn cho Tuyết Nhung và Thiên Ngân Cho nên ngày hôm nay Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng cảm thấy hãnh diện vì đã có rất là nhiều quý vị khán giả đang quan tâm Vâng kính thưa quý vị là ngày hôm qua thì em cũng có đăng tải một cái video em nói về một cái bác Hồng Lê đó Thì nói về cái bác Hồng Lê đó xong thì tiếp tục lại có một người em cũng không biết là người này như thế nào nhưng cũng đã vào bình luận thật sự thưa với quý vị rằng đã vào bình luận cũng có những cái động thái cũng có những cái lời lẽ mà uh, như vượng hạnh cảm tưởng như là uh, cái này là cũng không 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 thương tuyết nhung cho lắm thì cái vấn đề ở đây uh, cái bác này bác ấy nói cái vấn đề ở đây là cái vấn đề uh, không không tóm lại là gần như kiểu cũng không thích tuyết nhung Thế nhưng mà thưa với bác rằng trong cái cuộc đời này uh, Cuộc đời này thì bác ghét Tuyết Nhung hay là yêu Tuyết Nhung Thì cái việc đó thì Vượng Hạnh cũng không biết Nhưng theo cái lời bình luận này của bác Thì cũng chắc chắn là bác không ưa gì Tuyết Nhung đúng không ạ Thế nhưng mà cái điều này Vượng Hạnh cũng muốn nói với bác rằng uh, Từ hôm nọ là Vượng Hạnh cũng nói với quý vị khán giả rất nhiều 100 người thì chỉ cần có 70 người thích 20 người bình thường và 10 người ghét Trong số đó thì bác lại nằm vào đúng cái 10 người Thì cái này thì cũng không sao Bởi vì thật sự là không ai có thể làm trọn vẹn được Không ai có thể để người khác thích mình trọn vẹn được Cái điều đó là cái điều đương nhiên trong cuộc sống có phải không quý vị Thì ngày hôm nay bác có bình luận Bác ấy có bình luận như thế này thưa quý vị Cái nick của bác ấy là út bé Nguyễn bác các bình luận vào đây như thế này, tuyết nhung nó có chồng rồi sao đi với trường sang được, không có chồng cũng theo trường sang rồi, tuyết nhung mê trường sang ai không biết, tuyết nhung hát hay quá không ai coi, chẳng qua con của phi nhung thôi. đó thưa quý vị, vượng hạnh cũng xin đọc lại cho quý vị nghe, tuyết nhung có chồng rồi sao đi với trường sang được, không có chồng cũng theo trường sang rồi. Tuyết Nhung mê trường sang ai không biết. Tuyết Nhung hát hay quá không ai coi, chẳng qua con của Phi Nhung thôi. Đó là những cái lời lẽ của bác Út bé Nguyễn này đã bình luận vào trong cái 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 trang này của của Vượng Hạnh. Thì nói thật với bác là như thế này, ở uh, bác sân si cũng được không sao. Vì trong cuộc đời này Vượng Hạnh vẫn nói 70 người thích, 20 người bình thường và 10 người ghét. Bác để nằm trong đúng cái số 10 người đó không sao Bởi vì à, có thể là bác thích người khác Bác không thích Tuyết Nhung Nhưng mà đối với khán giả Tuyết Nhung đang là một cái tâm điểm Tuyết Nhung đang là một cái thần tượng đối với khán giả Mà khán giả đang yêu thương Gần như muốn đùm bọc cho Tuyết Nhung Cái cuộc sống ở đây thì chúng ta cũng không biết rằng Sau này chúng ta sẽ ra sao Và chúng ta sống cũng không biết rằng Chính bản thân bác bác cũng không biết ai ghét bác bác cũng không biết ai thích bác như tuyết nhung là bác nói lên như này là tuyết nhung cũng đã biết ngay là bác không ưa gì tuyết nhung đúng không ạ nhưng không sao bởi vì sau bác còn nhiều còn rất nhiều người yêu tuyết nhung rất nhiều người thương còn cái việc mà tuyết nhung thích trường sang cũng chẳng sao vì đây là người ta có quyền còn bác nói tuyết nhung có chồng thì bác nên xem lại một chút Bác nói Tuyết Nhung có chồng thì thật sự bác cũng nên xem lại một chút. Vì cái việc ở đây Tuyết Nhung có chồng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chàng bác. Và Tuyết Nhung có được uh, chẳng qua là con của mẹ Phi Nhung mới được uh, mới được chẳng qua con của Phi con nuôi của Phi Nhung thôi. Cái việc này con nuôi của Phi Nhung hay không thì bây giờ là khán giả người ta sẽ hiểu hết đúng là vì con nuôi của phi nhung là người người ta yêu quý nhưng người ta yêu quý người ta phải theo dõi người ta xem cái thực tại người ta xem cái hiện tại thì người ta mới yêu được thưa bác người ta đã được nhìn thấy người ta đã được coi và được nghe hát thì người ta yêu thích là phải thôi chẳng có quyền gì mà bác nói như thế cho nên trong cuộc sống này không nên sân si làm gì ảnh hưởng tới cái cuộc đời của mình ra cái khẩu nghiệp nó nặng lắm trong cuộc đời khẩu nghiệp Thật sự với bác, bác phải nên xem lại. Bác đọc uh, những cái, uh, đọc cái nhiều cái kinh kệ vào, bác sẽ hiểu thôi. Cái khẩu nghiệp nó rất là nặng, mà nó rất là quan trọng. Đối với những cái người nó xuất khẩu ra, nó không hay. Cho nên trong cuộc đời này, chúng ta chỉ biết yêu thương, cho đi rồi để nhận lại những cái tình thương, những cái gì mà chúng ta cảm thấy mà nó sẽ vô giá đối với chúng ta. Nếu chúng ta cho đi, chúng ta sẽ nhận lại được cái vô giá. Và kính thưa quý vị, À, thì ngay sau khi à, cái bác này bình luận cái câu này thì có một bác à, lanh trần à, bác cái bình lanh trần nhé không phải lan trần như lần trước đâu nhé quý vị bác lanh trần bác ấy đã bình luận như thế này vị ở nhà cháu tuyết nhung à mà sao lại bình luận vô duyên vậy các cháu chỉ là đi hát cùng nhau thì có ảnh hưởng gì đến vị hay không gia đình nhà vị hay sao mà vị nhảy lên vậy còn cháu tuyết nhung giả sử như cháu có chồng thật thì cũng có ảnh hưởng gì đến gia đình bạn không à, sao mà suốt ngày đi bôi nhọ cháu tuyết nhung vậy hãy bớt bớt lại đi vị ạ những câu này những cái câu trả lời uh, rất là xứng đáng và rất là uh, tuy rằng nó không có câu nào bậy nhưng thực sự nó cũng mang lại cho những cái người mà sân si sẽ phải hiểu và sẽ phải biết nó sẽ như thế nào. Trong cuộc sống thì thưa với bác rằng không ai có thể trọn vẹn được 100%. Thế nhưng chúng ta cũng không nên buông lời cay nghiệt, chúng ta cũng không nên để cho tất cả mọi người phải buồn về những câu nói của mình. Vì trước khi chúng ta sinh ra được bố được mẹ dạy nói từng câu một, dạy nói từng gọi bà, gọi ông, gọi cụ gọi anh gọi chị dạy tất cả mọi thứ sau đó biết đi, đi biết đứng biết nói rồi đến trường cô giáo lại dạy đến trường cô giáo dạy thì cô giáo toàn là dạy những cái nhân văn những cái kiến thức để sau này trưởng thành lớn lên và thành người vậy thì trưởng thành lớn lên thành người tại sao bác lại quên đi hết những cái lời ông bà cha mẹ cô giáo dạy vậy đấy là vượng hạnh cũng nói với bác là như vậy thế còn vì đừng nên sân si quá làm gì cho nó nặng đầu mình ra bởi vì cái khẩu nghiệp nó rất nặng bác cũng nên xem lại một chút để mà bác rèn rũa lại những cái uh, lời của mình bởi vì uh, mình là con người mà cái khối óc của mình nó cũng lớn lắm thế cho nên là mình cũng có những cái để mà suy nghĩ tối nằm bắt tay lên chán mình cũng suy nghĩ đi nhiều cái chuyện nó giá như lắm ví dụ như Uh, đã buông lời cay nghiệt với ai đó ví dụ như mình trượt mồm mình nói với bố mẹ một câu nào đó mà mình cảm thấy đến lúc mình hối hận sau đó bố mẹ già bố mẹ chết đi rồi thì thì mình nghĩ lại câu nói đó thì lúc đó bố mẹ không còn nữa Thế cho nên là đừng sân si làm gì hãy uh, trưởng thành lên và hãy nói cho nhau những cái lời uh, ngọt ngào những cái lời thân thiện để cho cuộc đời cuộc sống của chúng ta nó sẽ vươn đến một cái tầm cao mới nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cái điều hạnh phúc đem lại cho con cái chúng ta những cái mà cho con cái mình nó nói theo sau này rồi dần dần chúng ta nghĩ thì bác nghĩ bác cũng hiểu thôi vì nếu như bác là cái người thật sự như chậm hiểu chẳng hạn thì bác cứ suy ngẫm kỹ lại rồi bác sẽ thấy những cái gì nó có giá trị những câu nói nào nó nên nói những cái gì không nên nói bởi vì chỉ nói đơn giản một câu như này, này thôi Tuyết Nhung không động gì đến nhà bác cho nên là bác cũng đừng sân si với ai đừng động tới Tuyết Nhung ở đây ở kênh của Vượng Hạnh này thật sự nếu bác động tới Tuyết Nhung thôi thì bác sẽ nhận lại được những cái lời chỉ trích nó không hề nhẹ đâu thưa bác bởi vì người ta đấy đơn giản như cái có một bác uh, uh, vừa rồi bác ấy cũng đã bình luận thay uh, cho vượng hạnh rồi bác ấy bác này là lanh trần nhá không phải là thanh trần đâu quý vị nhá bác này là lanh trần bác ấy bình luận lại ngay đó là một cái gì ạ đó là những cái mà uh, bác phải trả giá vì câu nói của mình đấy bác lanh trần thì bác trả lời ngay thì hôm nay vượng hạnh cũng muốn nói rất nhiều cho quý vị để cho quý vị cùng nhau lên tiếng để bảo vệ cho đàn gà con cũng như để mà uh, ủng hộ cho đàn gà con để không ai có thể xâm phạm được về cái những cái của chúng ta uh, đang yêu thích và chúng ta đang mến mộ đúng không thưa quý vị và ngày hôm nay thì thật sự là vượng hạnh cũng muốn đăng tải một chút lên để cho quý vị được thấy và cho quý vị được nghe những cái người mà sân si nó sẽ như thế nào và vượng hạnh tv cũng sẽ xin được cập nhật tới đây và vượng hạnh cũng rất mong quý vị xem hãy ấn đăng ký kênh like chia sẻ và đừng quên nhấn chuông đặc biệt là uh, hãy để lại những bình luận để cùng vượng hạnh chúng ta ủng hộ cho đàn gà con nhiều hơn nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều